Theo báo cáo ngày 9 tháng 10 của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tổng hợp từ báo cáo giám sát của các đội quản lý thị trường thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường, về cơ bản có các mặt hàng xăng dầu để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện đang xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu tại một số thời điểm. Hiện tại có 54 cửa hàng tạm hết xăng dầu, đang chờ nhập hàng về để tiếp tục kinh doanh. Cục Quản lý thị trường thành phố yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt, phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định.